Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vâng, hôm nay thì em lại làm review một chiếc xe giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. Một chiếc xe 7 chỗ đến từ Nhật Bản các bác nhá. Một chiếc Mitsubishi Jolly đời 2005, đời cuối, xe đẹp. Và báo cam kết cho các bác là không có lỗi lầm. Một chiếc xe mà sử dụng đèn cột, lốp treo, máy gầm đại chất luôn. Và cái dòng này máy rất êm. Con này sử dụng động cơ máy xăng 2.0 MPI. Đấy, máy rất khỏe và dòng này thì chạy khỏi bền lành luôn. Các bác nhìn này, sơn si tôn vỏ căng, xe cứng và không có lỗi lầm. Bao cam kết test hãng cho các bác thoải mái luôn. Và con này thì chủ cũ trước là ở hội lái xe Hải Phòng. Bây giờ thì bác ấy, Hải Dương, xin lỗi các bác. Vâng, và bây giờ thì bác ấy đã lưng đời lên cho một chiếc xe yêu. Bây giờ bác ấy để lại chiếc xe này. Chiếc xe mang biển số 34A11028 nha các bác nhá. Con này thì được chủ giữ gìn ra rất là cẩn thận luôn. Hai cái đèn bên là đèn xe lông đã được độ lên rồi. Cản trước sạch sẽ không có lỗi lầm. Đây, các bác nhìn này, cản trước này rất là sạch sẽ luôn và không hề có lỗi. Sơn si xì tút xì tát thì ok rồi. Bầu đèn thì rất là đẹp luôn. Bầu đèn nét căng sáng và đèn là đèn xe lông các bác nhá. Thế còn mặt cata lăng của xe thì logo hình ngôi sao ba lá ba cánh này. Đấy, rất đẹp. Đấy, kết hợp với hốc gió tản nhiệt bên trong xe. Con này thì có một cái điểm trừ là cái này là va quẹt này, đây này. Đấy, thì cái này em sẽ xì tút xì tát cho các bác luôn. Đấy, thế còn phần đèn bên này như thế này. Đấy, bầu đèn rất đẹp luôn nhá. Một chiếc xe được chủ giữ gìn rất là cẩn thận và yêu thương. Thế nên là chất xe thì khá là cứng, tôn vỏ mỏng đây này. Đấy, và cái này đều là sơn zin nên là mới để nguyên như thế này. Chứ nếu mà là sơn sơn lại đấy thì đảm bảo với các bác là sẽ không thể nghe được cái tiếng tôn vỏ nó mỏng như vậy đâu ạ. Con này thì có 4 quả lốp Bridgestone, lốp 175-70 với la răng 14 inch, la răng 5 chấu, phanh đĩa trên hai bánh trước và cái phanh tăng chống đằng sau. Lốp này thì cũng đã cũ rồi, các bác à, lốp 2017 cũng cũ rồi. Thì cái này các bác đi tầm 2 năm ok, còn nếu bác nào thích thay thì thay thôi ạ. Vâng, chứ cái lốp này thì cũng tương đối. Thế còn về phần tôn vỏ xung quanh, đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Chiếc xe thì được sơn màu tông màu đen dưới bạc, trông rất là khườm khì và chắc xịn sò. Đấy, gầm này, gầm xe này, em để như này cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn được gầm đấy ạ. Đấy, gầm xe đấy, cực kỳ sáng luôn. Và con này thì sử dụng lại dẫn động cầu sau. Thế nên là khi mà đi những cái dòng này thì rất là khỏe, vượt đồi vượt núi, đi đường trường hoặc là những cái chỗ vùng cao rất là ok. Đấy, và thực sự là những chiếc xe này có thể thích hợp cả nội đô lẫn khu vực quanh thành phố. Lốp đằng sau thì cũng là lốp 185-7 vành 14 nha các bác nhá. Và các bác nhìn chất lốp này. Lốp này thì lốp tải rồi, dày khự luôn. Thế là dòng này thì các bác cứ yên tâm, đi tầm khoảng 4-5 năm thoải mái luôn cho các bác. Đây các bác, lốp dày luôn này. Đấy. Và con này thì sắt xi đẹp luôn nhá, không có han mục. Đấy. Vâng, sắt xi rất đẹp luôn. Đấy. Một chiếc xe mà chủ là một bác ở hội lái xe Hải Dương. Và bác ấy phải nói là quá giữ gìn và chăm chút luôn. Đúng là ở với những người cẩn thận thì xe bao giờ cũng rất là ok. Hệ thống đèn cột của xe này, các bác nhìn này. Bầu đèn sáng trăng, cong. Và kính là kính zin nha các bác nhá. Kính zin luôn. Hệ thống lốp treo, lốp còn nguyên. Đấy, em mở cho các bác xem. Úi xời, nhẹ nhàng. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên, lốp treo và la răng đúc nhá các bác nhá. Đấy, bên này, bản lề này. Xe cứng không có lỗi lầm. Bao cam kết cho các bác test hãng thoải mái cho các bác luôn. Đấy. Và đây, biển số này, rõ ràng chữ nghĩa. Đấy, có cả cam lùi cho các bác. Có hồng ngoại khi mà đi ban đêm nhá, lùi ban đêm các bác. Và thế còn phần dưới này thì cũng xì tút xì tát rồi thì không nói rồi. Và nói chung là về chất thì xe thì khỏi bàn. Gương chiếu hậu sau này. Đấy, úi giời. Em sẽ mở cái lắp thùng thôi. Đấy, con này thì có cái phần ti chống là kém. Ti chống này, đấy, nó kém nên là đâm ra là khi mà sử dụng ấy thì là chắc chắn là sẽ phải thay. Đấy, tí chống hơi kém một chút. Đấy, thế còn phần đầu cột này còn nguyên. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, hậu sau rất đẹp nhá, không có lỗi lầm. Đấy, ốc này chỉ theo thời gian thôi. Một chiếc xe 7 chỗ rất là bền lành, được khá là nhiều người sử dụng. Đấy, ghế đằng sau vẫn còn rất là đẹp luôn. Vâng, nói chung là cái dòng này thì nội thất đấy, đánh giá tầm khoảng 7 điểm với cái nội thất này. Và không thực sự đẹp như xe mới nhưng mà về chất nội thất thì khỏi bàn luôn. Đấy, tem nhãn đầy đủ nhá. Đấy, tuy nhiên là chiếc xe này thì không có giá nóc. Đấy, giá nóc thì không có này.
Các bác nào thích thì các bác có thể mua thêm cái giá nóc về các bác độ lên làm là ok. Thế còn hệ thống đèn cột này, đấy, các bác nhìn này. Vâng, đèn cột đây. Đấy, dày dặn luôn. Với vành la răng 5 chấu ngôi sao kép. À, các bác nhìn này. Đấy, rãnh lốp này. Đấy, rãnh lốp rất dày đấy các bác nhá. Vâng. Rãnh lốp Thunder, lốp 8PR102-1000. Đấy, và cái dòng lốp này thì cũng là lốp tải rất là ok. Đấy, hai lốp đằng sau như nhau, còn sắt xi thì đen xì. Đấy, sắt xi này, không có han mục mục mọt gì cả. Đấy, sắt xi đó. Vâng. Nói chung là gầm của xe thì khá là sáng này các bác nhìn. Đấy. Gầm hậu này. Bác nào tinh mắt các bác cứ nhìn những cái phần gầm hậu này là các bác có thể đánh giá được chất xe rồi. Đấy. Bầu cầu sau không hề có chảy dầu. Đấy. Rất là khô. Xe khô sạch luôn các bác nhá. Đấy. Và hệ thống nhíp tải của chiếc xe thì là sử dụng nhíp tải 4 lá. Và cái dòng này thì tải các bác tải khoảng 5 tạ là ok. Vâng, thế nên là các bác chở đồ, chở đạc cũng được. Nói chung là bác nào mà vừa biết kết hợp một chiếc xe mà vừa chở đồ này, vừa chở người này, để đi lại chở khách ấy, cũng rất là yên tâm. Đấy, được cái không gian bên trong thì rộng rãi và ngồi trong cái này thì cái khoảng sáng trần này, cái trần này nó thoáng. Thì các bác ngồi như vậy thì các bác đi lại thì sẽ khá là bền. Và đặc biệt là cái phần sàn sau nó rộng rãi thoáng cho người ngồi phía sau luôn. Cái ghế này là em đang ngửa lên để mình quay cho nó rõ. Thế là bây giờ em sẽ gảy ghế lên cho các bác xem. Đấy, nó úp lên cái thì cái khoảng không gian phía đằng sau này rất là rộng luôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Và thế còn phần nội thất, khoang nội thất thì đây, Phật táp lô, táp lô đẹp luôn này. Đấy, táp lô thì rất là đẹp. Có những cái chi tiết thì cũng đã được dán xi carbon rồi. Đấy, còn đâu là màn hình thì màn hình đơn giản thôi. Điều hòa chỉnh cơ đầy đủ và điều hòa của xe thì vẫn còn rất là mát nhé. Và cần số đây các bác nhìn này, cần số thì không có mài mòn, vẫn rõ ràng chữ nghĩa đầy đủ luôn. Đấy, bên này này. Đấy, còn vô lăng của chiếc xe thì là vô lăng khâu da rất đẹp. Đấy, có phần logo thì đã bịt bằng vân carbon cho nó sang chảnh rồi. Và chiếc xe này thì lăn bánh được 38 vạn các bác nhé. Vâng, chạy được 38 vạn. Con này thì nếu bác nào cẩn thận thì các bác có về là các bác có thể gắn được thêm một cái gương cái camera hành trình nhá, cho nó yên tâm. Còn camera lùi thì chiếc xe này đã có rồi nhá. Toàn bộ ghế của chiếc xe thì đời này thì toàn ghế chỉnh cơ thôi, cũng không có gì cần phải chú ý cả. Còn tôn vỏ này. Đấy, tôn vỏ thì rất là mỏng manh. Lốp bên trên này thì cũng đã hơi mòn theo thời gian rồi. Nói chung là hai quả lốp trước thì là 2017 thì cũng mòn mòn rồi. Thì bác nào mà đi thì các bác có thể là nên thay lốp. Còn không thì các bác thích thì em có thể khuyến mại cho các bác một hai quả lốp lướt. Đấy, cái đấy thì ok cho các bác nhá. Vâng. Còn về khoang máy thì phải nói con này là có một cái quả máy rất là êm. Mặc dù máy 2.0 nhưng mà máy chạy nổ rất là êm luôn. Để cái nhẹ nhàng, không có lỗi lầm. Đấy, máy rất êm. Vòng tua thấp, máy êm. Và cái dòng này thì cũng ăn xăng rơi vào tầm khoảng 8 lít trên 100 cây. Đương nhiên với một chiếc xe 7 chỗ ngồi thì 8 lít là một mức tiêu thụ quá là bình thường. Vì các bác đã chở được đông người. Đấy, máy rất là khỏe. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, chào em chống cái capo. Đấy, các bác có thể nhìn khoang máy ở xe đấy ạ. Động cơ máy 2.0 MPI, kim phun xăng điện tử, máy rất là êm. Đấy, các cái bộ phận của máy thì đã được sạch sẽ, không có dầu mỡ gì cả. Máy khô không chảy dầu nhé các bác nhé. Và con này thì đây là hơi thừa còn không có này. Đấy, các bác nhìn này, không hề có hơi thừa. Đấy, vâng. Dòng này thì nói chung là được cái là chất của nó thì khá là lành và không có cò gõ nhá, máy cực êm luôn. Thế nên là giá tiền của chiếc xe thì cũng tương đương với chất lượng của xe thôi. Máy thì cái dòng này thì bây giờ là chắc chắn là phải ra rồi, chứ không thể bảo là máy còn zin. Thế còn dầu mỡ của cái này là dầu trợ lái các bác nhá, thì hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, tất cả các chi tiết của xe thì vẫn là đều bình thường. Và có cái phần gân sườn ngang đây các bác nhìn này. Đấy, gân sườn này, tai đèn này, đấy, đầu răng đây. Xe này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn nặng này, không ngập nước này. Máy số thì chạy cực êm luôn, ngon luôn. Và bảo hành test hãng cho các bác thoải mái nhá. Vâng, và có chế độ bảo hành cho các bác luôn. Bên em thì chuyên thu mua tất cả những dòng xe này. Và đương nhiên là mua những cái dòng này thì bên em sẽ lấy vốn là một chút thôi.
Đây, dầu nó vàng óng này. Đấy, chủ người ta sử dụng dầu vàng óng luôn này. Đấy, thì là bên em chỉ lấy chút gọi là công làm lãi. Thế nên là những chiếc xe này bác nào có thì các bác alo cho em Vũ Duy Auto. Em sẽ mua xe cho các bác để làm sao nó vừa các bác vừa bán được xe giá nó ok mà em lại có xe để bán lại cho những người yêu thương hơn. Vâng, một chiếc xe 7 chỗ, lốp treo, đèn cột, đèn mắt xích và độ đèn xê lông. Lốp thì hai quả trước hơi mòn nhưng hai quả sau thì rất ok. Và nội thất của xe thì da rất là đẹp, điều hòa mát lạnh, máy thì ngon. Và với cái tầm tiền thì nó chỉ có hơn 100 triệu thôi các bác nhá. Nếu ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Duy Auto xem xe và thẩm nghiệm. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời hơn tại Vũ Duy Auto. Bên em thì có rất nhiều xe, rơi vào tầm khoảng hơn 200 đầu xe cho các bác nhé. Cập nhật liên tục tại cửa hàng, thế nên là các bác đến xem xe thì cứ thoải mái lựa chọn thôi. Xin chào, tạm biệt, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.